Hoa Kỳ vẫn nói rằng hệ thống S-400 của Nga gây đe dọa cho các chiến đấu cơ F-35 và hệ thống phòng thủ lớn hơn của NATO. Trong khi đó, Thổ Nhĩ Kỳ nói rằng không thể mua hệ thống phòng không của bất cứ đồng minh NATO nào với các điều kiện thỏa đáng. Trong tương lai, không ai có thể can dự vào loại hệ thống phòng thủ nào mà chúng tôi mua, từ quốc gia nào và ở cấp độ nào, không ai có thể can thiệp. Chúng tôi là người duy nhất đưa ra những quyết định đó. Ông Erdogan giải thích rằng Thổ Nhĩ Kỳ không được lựa chọn để mua tên lửa Patriot của Hoa Kỳ và Hoa Kỳ cũng chưa chuyển giao các chiến đấu cơ F-35 cho dù Ankara đã thanh toán 1,4 tỷ đô la Mỹ. Vào tháng 12 năm ngoái, Hoa Kỳ đã loại Ankara ra khỏi chương trình sản xuất F-35 và áp đặt cấm vận đối với Tập đoàn Công nghệ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ cùng Tổng giám đốc Ismail Demir và ba nhân vật khác sau khi Ankara mua lô hàng S-400 đầu tiên của Nga. Hiện các cuộc đàm phán vẫn tiếp diễn giữa Nga và Thổ Nhĩ Kỳ về việc chuyển giao lô hàng thứ hai, bất chấp việc Washington đã nhiều lần cảnh báo sẽ tiếp tục trừng phạt. Chúng tôi đã thúc giục Thổ Nhĩ Kỳ ở mọi cấp độ và mọi cơ hội về việc không giữ lại hệ thống S-400 và dừng việc mua thêm bất cứ thiết bị quân sự nào của Nga. Chúng tôi sẽ tiếp tục làm rõ với Thổ Nhĩ Kỳ rằng bất cứ việc mua vũ khí mới quan trọng nào của Nga cũng sẽ có thể làm kích hoạt các lệnh cấm vận theo đạo luật CAATSA, tách biệt và bổ sung vào những lệnh cấm vận đã được áp đặt vào tháng 12 năm 2020. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cũng nói thêm rằng Washington coi Ankara là một đồng minh, một bằng hữu và mong muốn tăng cường quan hệ đối tác cho dù có bất đồng. Trong khi đó, Tổng thống Erdogan nói rằng ông chưa thấy một tiến triển lành mạnh trong mối quan hệ giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Hoa Kỳ kể từ khi ông Joe Biden lên nắm quyền. Hai nhà lãnh đạo không tiếp xúc bên lề kỳ họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc vừa qua. Họ mới chỉ gặp nhau một lần tại Hội nghị Thượng đỉnh NATO vào tháng 6 để thảo luận về khả năng Thổ Nhĩ Kỳ vận hành sân bay quốc tế Hamid Karzai ở Kabul. Dự kiến Tổng thống Erdogan sẽ gặp người đồng cấp Nga Vladimir Putin vào ngày 29 tháng 9 tới tại Sochi để thảo luận về các vấn đề, trong đó có tình trạng bạo lực tại Tây Bắc Syria. Phát biểu tại sự kiện hàng không và công nghệ lớn nhất của Thổ Nhĩ Kỳ Technofest 2021 ở sân bay Atatürk của Istanbul, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã tán thưởng các nhà khoa học, kỹ sư, kỹ thuật viên, các nhà nghiên cứu và phi hành gia trẻ, những người sẽ định hình tương lai của Thổ Nhĩ Kỳ. Ông Erdogan cũng cho biết sẽ tổ chức sự kiện công nghệ Technofest ở các quốc gia khác. Hy vọng rằng từ năm sau, chúng ta sẽ đưa Technofest trở thành một thương hiệu quốc tế và sẽ tổ chức nó tại các quốc gia đồng minh, bắt đầu từ Azerbaijan. Vũ khí được chú ý nhất trong sự kiện năm nay là máy bay không người lái Bayraktar TB2. Sau các chiến dịch thành công ở Libya và Azerbaijan, máy bay không người lái TB2 đã trở thành lá cờ đầu cho ngành công nghiệp quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ. Loại UAV này đang thu hút sự quan tâm từ nhiều khách hàng nước ngoài và đã được xuất khẩu sang Ukraine, Qatar và Azerbaijan trong vài năm qua. Người anh em của TB2, máy bay chiến đấu không người lái UCAV mới nhất của Thổ Nhĩ Kỳ, Akinci, cũng được giới thiệu trong triển lãm năm nay. Akinci có trọng lượng cất cánh 5,5 tấn, khả năng mang 1,5 tấn vũ khí, tốc độ tối đa 800 km/h, trang bị hệ thống điện tử và các loại vũ khí thông minh lợi hại. UCAV này được thiết kế để đảm đương nhiều sứ mệnh quân sự, chẳng hạn như tấn công chiến lược, hỗ trợ không quân tầm gần CAS, tấn công tên lửa, chế áp hệ thống phòng không của đối phương SEAD và phá hủy hệ thống phòng không của đối phương DEAD. Thổ Nhĩ Kỳ những năm gần đây đang hướng đến việc tự sản xuất các thiết bị quân sự, xuất khẩu vũ khí và biến ngành công nghiệp quốc phòng của nước này trở nên nổi tiếng trên thế giới. Khinh hạm chống ngầm của Anh sắp thăm Việt Nam. Trong một thông báo trên mạng xã hội Twitter hôm 27 tháng 9, đại diện khinh hạm HMS Richmond F-239 thuộc Hải quân Hoàng gia Anh cho biết đang trên đường sang thăm Việt Nam sau khi kết thúc các hoạt động quân sự chung với các đối tác và đồng minh ở vùng biển Hoa Đông. Cũng theo thông báo của phía HMS Richmond, khinh hạm này đang di chuyển qua eo biển Đài Loan và sẽ đến Việt Nam trong những ngày tới. Hiện chưa rõ lịch trình cũng như hoạt động của HMS Richmond trong chuyến thăm chính thức Việt Nam lần này. Được biết, HMS Richmond là một trong số các tàu chiến hộ tống, G thuộc nhóm tác chiến tàu sân bay CSG-21, dẫn đầu bởi tàu sân bay HMS Queen Elizabeth R-08, đang được Hải quân Anh triển khai ở khu vực châu Á, Thái Bình Dương. HMS Richmond là một trong số khinh hạm chống ngầm lớp Type 23 của Hải quân Anh, được thiết kế cho tác chiến chống ngầm. Tàu có lượng giãn nước 4,900 tấn, thủy thủ đoàn tiêu chuẩn 185 người. Các tàu lớp Type 23 có tầm hoạt động lên đến 14,000 km. Hệ thống vũ khí trên tàu gồm tên lửa phòng không trên hạm, tên lửa chống hạm, ngư lôi, hải pháo 113mm và trực thăng săn ngầm.
Trước đó, vào cuối tháng 7, nhóm CSG-21 cũng đã di chuyển qua Biển Đông trên đường tới Nhật Bản để tập trận với đồng minh. Phía Bộ Quốc phòng Anh cho biết, nước này sẽ triển khai dài hạn ít nhất 2 tàu chiến của nước này ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương, còn nhóm CSG-21 sẽ kết thúc sứ mệnh của mình vào cuối tháng 10. Vừa qua, Anh có nhiều động thái thể hiện sự xoay trục của nước này sang khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương. Ngày 15 tháng 9, Anh, Australia và Mỹ đã chính thức công bố thiết lập liên minh an ninh AUKUS, lấy khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương làm trọng tâm. Michael Govic và Michael Spavo, hai công dân Canada bị Trung Quốc bắt giữ hồi cuối năm 2018, đã được trả tự do trùng thời điểm giám đốc tài chính Huawei Mạnh Vãn Châu từ Canada trở về Trung Quốc. Thông tin trên được Thủ tướng Canada Justin Trudeau xác nhận với các phóng viên hôm 25 tháng 9. Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ Antony Blinken cho biết Washington hoan nghênh việc Trung Quốc trả tự do cho hai công dân Canada. Nga triển khai Su-35S chặn B-52 của Mỹ trên Thái Bình Dương. Truyền thông Nga dẫn thông báo của Bộ Quốc phòng Nga cho biết các thiết bị kiểm soát không phận của Nga đã phát hiện một mục tiêu trên không tiếp cận không phận của nước này tại Thái Bình Dương. Đã có 3 máy bay Su-35S được điều động và xác định mục tiêu này là máy bay B-52H của Mỹ, đồng thời ngăn chặn trước khi máy bay này tiến vào không phận của Nga. Các máy bay chiến đấu của Nga đã hộ tống máy bay của Mỹ rời không N và trở về căn cứ an toàn. Bộ Quốc phòng Nga khẳng định hoạt động hộ tống trên hoàn toàn dựa trên luật hàng không quốc tế. Vụ việc đánh dấu vụ đụng độ mới nhất trong những năm gần đây giữa máy bay Nga và máy bay Mỹ hoặc NATO. Vào tháng 3, NATO đã điều máy bay chiến đấu để theo dõi và ngăn chặn máy bay ném bom và máy bay chiến đấu của Nga bay trên Biển Bắc, Biển Đen và Biển Baltic, một quan chức NATO cho biết vào thời điểm đó. Vào tháng 8 năm 2020, hai máy bay Nga đã đụng độ với máy bay ném bom B-52 của Không quân Mỹ trên Biển Đen và trên vùng biển quốc tế. Hàng không vận tải quân sự Nga đang thực hiện một đợt điều động quy mô lớn các lực lượng Syria tới 4 tỉnh là Aleppo, Idlib, Latakia và Hama. Dường như Nga và Syria đang chuẩn bị cho một cuộc tấn công lớn. Tất cả 4 tỉnh trên có biên giới với khu vực Tây Bắc đất nước hiện do binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ và các chiến binh kiểm soát. Việc tập hợp quân đến đây cho thấy sự chuẩn bị cho một cuộc tấn công quy mô lớn nhắm vào lực lượng khủng bố đông tới vài chục ngàn. Trước đó, các nguồn tin khẳng định quân đội Syria có thể mở một cuộc tấn công từ mọi hướng cùng lúc. Tuy nhiên, một cuộc tấn công vào đường cao tốc M4 ở phía nam Idlib, sau đó là nhắm vào một thành phố cùng tên có khả năng xảy ra nhiều hơn. Việc triển khai lực lượng Syria, Nga và lực lượng thân Iran tại 4 tỉnh cùng một lúc cho thấy cuộc tấn công sẽ diễn ra từ nhiều hướng, có thể nhanh chóng tiêu diệt lực lượng chính của khủng bố và ngăn chặn Thổ Nhĩ Kỳ thực hiện bất kỳ hành động nào. Tuy nhiên, các cuộc tấn công không kiểm soát và các vụ đánh bom lớn khó có thể xảy ra tại Idlib vì ở đây còn có hàng chục nghìn dân thường giúp khủng bố và chiến binh Thổ Nhĩ Kỳ dễ ẩn náu. Mặc dù vậy, bằng cách chiếm đóng được một số khu vực nhất định, quân đội Syria có thể thay đổi đáng kể cán cân quyền lực tại đây.